Lịch sử khí hậu của hành tinh này về cơ bản có thể chia thành hai trạng thái, ấy là trái đất nhà kính, Greenhouse Earth, và trái đất nhà băng, Icehouse Earth. Thoạt nghe thì những khái niệm hơi lạ tai này có vẻ như là cách gọi khác của hiệu ứng nhà kính, Greenhouse Effect, và kỷ băng hà, Ice. Tuy nhiên, chúng định nghĩa và nội hàm hoàn toàn khác biệt. Trái đất nhà kính dùng để chỉ thời kỳ không tồn tại bất kỳ dòng sông băng nào trên thế giới. Nhiệt độ thời kỳ này thường rất nóng, tuy nhiên chưa đến mức gây ra hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát, cấp độ tồi tệ đến độ không thể đảo ngược của hiệu ứng nhà kính. Giai đoạn này chiếm khoảng 85% thời gian tồn tại của trái đất. Trái đất nhà băng thì ngược lại, những dòng sông băng xuất hiện trên bề mặt tinh cầu, dù vậy trạng thái này không đồng nghĩa với kỷ băng hà. Ví dụ, trái đất hiện nay dù đang bị báo động đỏ bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu do nồng độ khí nhà kính tăng vọt, nhưng với sự tồn tại của các hoang mạc băng giá tại hai vòng cực thì chúng ta vẫn ở giữa giai đoạn trái đất nhà băng. Ở video nói về thế thủy tân, Eocene, chúng ta được biết rằng trái đất đã đạt đến đỉnh điểm nóng bức trong suốt lịch sử hình thành, kéo theo đó là sự thịnh vượng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới được mở rộng đến tận Bắc Cực và Nam Cực. Có điều như các cụ đã dạy, có thịnh thì tất có suy. Đến cuối kỷ này, đỉnh nhiệt đã chuyển sang tình trạng lao dốc nghiêm trọng. Tuy không đủ gây nên một kỷ nguyên lạnh giá trường kỳ trên phạm vi toàn cầu, nhưng vẫn kịp gây ra một kỷ băng hà mini ở hai đầu cực, mà hệ quả đến ngày nay vẫn còn thấy được bằng mắt thường. Cái lạnh bất chợt ùa về này cũng đã đánh dấu sự chuyển đổi một kỷ nguyên mới, từ thế thủy tân nhà kính sang thế tiệp tân nhà băng. Nguyên nhân nào đằng sau sự suy giảm nhiệt độ đó? Hệ thống thực vật bị biến đổi ra sao? Tất cả sẽ được làm rõ trong video ngày hôm nay. Chào mừng đến với Thế Tiệp Tân Oligocene, mình là Lẻn. Tổng quan, Thế Tiệp Tân hay Oligocene là thế cuối cùng của kỷ địa chất cổ cận Paleocene, kéo dài từ 34 cho đến 23 triệu năm trước. Mặc dù giai đoạn chuyển giao giữa Thế Tiệp Tân và Thế Thủy Tân có xảy ra một cuộc tuyệt chủng hàng loạt, được gọi là Grand Coupure, trong tiếng Pháp nghĩa là vết cắt lớn. Tuy nhiên, sự kiện này không được xem là ranh giới đánh dấu sự thay đổi giữa hai thời kỳ, mà thay vào đó, chính cái lạnh đột ngột xảy đến. Nguyên nhân của vụ tuyệt chủng này mới được xem là lằn ranh đó. Về mặt khí hậu, điểm đặc trưng của Thế Tiệp Tân là nhiệt độ suy giảm trầm trọng, dao động từ khoảng 5 độ C ở vùng biển Na Uy, đảo Greenland, cho đến 11 độ ở Bắc Mỹ. Tính chung toàn cầu, nhiệt độ giảm trung bình 5-6 độ C. Nhiệt độ giảm đã dẫn đến hiện tượng suy giảm lượng mưa, có thể mất đến hơn 50% so với thế thủy tân trước đó. Tình trạng băng giá xuất hiện và ngày một phổ biến. Ước tính, ở giai đoạn đỉnh điểm vào cuối thế này, diện tích bề mặt trái đất bị băng giá bao phủ lớn hơn ngày nay đến tận 25%. Mực nước biển cũng vì vậy mà thấp xuống trầm trọng, mất đi từ 75 đến 100 mét, mức thấp kỷ lục trong vòng 100 triệu năm trở lại đây. Hiện nay, chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân khiến nhiệt độ suy giảm nhanh chóng như vậy. Giả thuyết đáng tin cậy nhất là do sự suy giảm đồng độ của khí CO2 trong bầu khí quyển, khiến hiệu ứng nhà kính yếu đi thấy rõ, dẫn đến khả năng giữ lại nhiệt lượng từ mặt trời không còn tốt như trước. Bên cạnh đó, hoạt động của các mảng kiến tạo dẫn đến việc tạo ra những dòng hải lưu lạnh, chia cắt các miền lục địa cũng có thể góp phần không nhỏ. Về mặt địa lý, tại Thế Tiệp Tân, các mảng kiến tạo tiếp tục quá trình vỡ ra, va đập và tiến dần vào vị trí như ngày nay. Nam Cực trở nên biệt lập hơn khi các eo biển sâu được hình thành giữa Nam Cực với châu Úc và Nam Mỹ trong khoảng từ 49 đến 17 triệu năm trước đây. Ví dụ như eo biển Drake ở châu Âu, độ cao dãy áp đang dâng lên nhanh chóng khi mảng châu Phi tiếp tục đẩy về phía Bắc và va chạm vào mảng Á Âu, cô lập tàn tích còn sót lại của vùng biển Tethys cổ xưa. Tại châu Á, có giả thuyết cho rằng cao nguyên Tây Tạng có thể đã đạt đến độ cao gần như hiện nay vào cuối Thế Tiệp Tân do sự va chạm của các tiểu lục địa. Có thể là cả Ấn Độ và khu vực Nam Á, sự rút lui của mực nước biển trong giai đoạn này có thể đã làm lộ ra các cánh đồng bằng ven biển rộng lớn ở châu Âu, bờ biển tiếp giáp Đại Tây Dương của Bắc Mỹ, cũng như những tuyến đường bộ kết nối châu Á với châu Âu và châu Âu với Bắc Mỹ. Hệ động thực vật. Nếu Thế Thủy Tân chứng kiến khung cảnh những cánh rừng lá rộng nhiệt đới có thể bành trướng tới tận hai vùng cực, và ngay cả ở hai vùng cực cũng có thể thấy bò sát đủ kích cỡ, loài đặc hữu của kiểu khí hậu ấm áp lòng nhòng khắp nơi, thì đến Thế Tiệp Tân, mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ. Sự mát mẻ trong tiết trời, đôi khi là lạnh giá, lượng mưa sụt giảm nghiêm trọng đã khiến cho những cánh rừng nhiệt đới và ôn đới xanh tốt trước đây dần lụi bại.
thu hẹp dần trở về khu vực vĩ độ thấp nằm xung quanh vành đai xích đạo. Thế chỗ rừng nhiệt đới là sự mở rộng nhanh chóng của các thảo nguyên, sa mạc và rừng cây rụng lá ôn đới. Ở những lãnh nguyên băng tuyết thì rêu với dương xỉ chiếm ưu thế. Không chỉ khí hậu, thế tiệm tân cũng là giai đoạn bản lề, chứng kiến sự biến đổi giữa hệ động vật xưa cũ sang hệ động vật tương đối hiện đại. Minh chứng là hầu hết các họ động vật có vú còn ngày nay đã xuất hiện vào cuối thế này. Chúng bao gồm các loài móng guốc ăn cỏ như ngựa ba ngón nguyên thủy, tê giác, lạc đà, hươu và lợn lòi. Các loài ăn thịt thuộc họ chó, gấu, chồn và gấu mèo, gọi chung là Carnivora, bắt đầu thống trị khu vực châu Á, châu Âu và châu Phi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện và lan rộng của những vùng đồng cỏ thay vì rừng rậm đã khiến nhiều loài như ngựa, lợn lòi địa ngục Entelodon, tê giác và lạc đà đã phát triển ra cặp chân thon dài, cung cấp khả năng việt dã tốt hơn trên địa hình bằng phẳng, ít vật cản. Đáng chú ý hơn cả, ở thế tiệm tân đã xuất hiện nhiều loài động vật có vú với kích thước rất lớn, có thể đạt đến mức khổng lồ. Điển hình như họ tê giác không sừng Paraceratheridae, phân bố tại Đông Âu, Nam Ấn Độ và Đông Bắc Trung Quốc. Chúng có thể cao tới 6 mét và nặng 20 tấn, là một trong những loài động vật có vú trên cạn lớn nhất từng xuất hiện trên trái đất. Cũng trong thời kỳ này, đất rừng Nam Mỹ lại tiếp tục chứng tỏ sự dữ dằn của mình khi tiếp tục là quê hương của nhiều loài độc lạ, hiếm có, khó tìm. Ví dụ như Pirotheria, một động vật có vú gần giống heo vòi hiện đại, nhưng cao gần bằng người lớn trưởng thành và sở hữu răng nanh dài nhọn, lộ hẳn ra ngoài như ở lợn rừng. Tất nhiên là chẳng thể bỏ qua những ông vua xứ này như cá sấu chân dài khổng lồ thuộc họ Cebecosuchian hay giống chim khủng bố nặng hơn 300 kg đi săn cả cá sấu Frutracid. Sự to lớn bất thường của động vật vào thời kỳ này, đặc biệt là với những động vật hằng nhiệt như thú và chim, có thể được lý giải bởi quy luật Bergman. Quy tắc này do nhà sinh vật học người Đức Carl Bergman công bố vào năm 1847. Nó phát biểu rằng đối với cùng một loài thì con sinh sống ở môi trường càng lạnh sẽ càng lớn hơn con sinh sống ở môi trường ấm áp. Nguyên lý ở đây là tỷ lệ diện tích bề mặt cơ thể so với thể tích ở những sinh vật cỡ lớn sẽ thấp hơn những sinh vật cỡ nhỏ. Vì vậy, giúp chúng phát ra ít nhiệt lượng hơn, giữ lại độ ấm cho cơ thể, giảm năng lượng tiêu thụ, giúp sống sót tốt hơn ở môi trường lạnh giá. Ở môi trường ấm áp thì không có nhu cầu tích trữ năng lượng nên kích thước cũng chỉ cần từ vừa vừa trở về nhỏ là đủ. Thế thủy tân, giai đoạn nóng nhất lịch sử cho thấy kích thước của thú có vú cũng vào loại nhỏ nhất. Khởi đầu của kỷ nguyên băng hà. Về cuối thế tiệm tân, nhiệt độ toàn cầu có ấm lên đôi chút, nhưng về cơ bản vẫn là lạnh hơn xưa rất nhiều. Nhưng tất cả mới chỉ là bình yên trước cơn bão, bởi theo ghi nhận lịch sử, nhiệt độ ở thế tiệm tân vẫn còn được đánh giá là ấm áp hơn nhiều thế trung tân Miocene liền sau nó, và có thể gọi là nóng bức so với thế thượng tân Pliocene kế đó nữa. Và điểm kết của chuỗi lạnh giá dần đều này chính là kỷ băng hà như chúng ta vẫn biết vào thế canh tân Pleistocene hoặc kỷ băng hà đệ tứ. Chưa bao giờ thấy câu nói của sếp Jon Snow thấm như bây giờ. Winter is coming. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào số sau.